các bạn Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn chuyển của tác giả Trần Đào Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Trường 371 Đi rồi trở lại Ở lại 3 ngày bên trong đống kho báu của Viu Văn Thị Về để khắc hết toàn bộ cốt văn lên tấm đồng và vải bố Quy Bất Quy đã tốn không ít công sức Huy động mọi vật liệu có thể dùng được Ở nơi này Có điều cốt văn bà Lưu Văn Thị để lại Thật sự quá nhiều Ông già đã dùng hết các dụng cụ bằng đồng Và vài bố có thể tìm được Bà vẫn không đủ chỗ Để khắc cốt văn Cuối cùng ông già cũng bất chấp tất cả Cởi phẳng toàn bộ quần áo trên người mình Và bách vô cầu xuống Để sao chép cốt văn Nếu không phải vội vàng không đủ thời gian Thì ông già cũng muốn lột cả quần áo của Văn Trường Thủy xuống, nói thế nào, thì quần áo của gã công tốn nhiều vải hơn quần áo của mình. Trong lúc quý bất quý đang nằm dạp dưới đất, chuyên chú chép từng ký tự cốt văn, thì giọng nói chậm rãi của Ngô Miễn vang lên sau lưng. "Ông già, dạ, nhắc nhở ông một câu, chỉ còn hai canh giờ nữa là tới kỳ hạn ba ngày." Ông đang ghi ra cách, đem hết đống vải vóc lên tấm đồng này đi chưa? Câu hỏi cuối cùng khiến cho quy bất quy cứng đờ người Ba ngày nay Ông già chỉ lo nghĩ cách xem Làm thế nào Có thể chép được càng nhiều cốt văn càng tốt Quả thực chưa hề nghĩ tới Chuyện làm thế nào Mang được chúng ra ngoài Mà nơi này đã bị tịch ưng chân hạ cấm chế Không thể sử dụng độn pháp ngũ hành Bây giờ đột nhiên nghĩ tới Khiến ông già cảm thấy có chút đau đầu Để đứng tấm đồng la liệt đầy đất Trong lòng không khỏi phát sầu có điều biệt danh cáo giả của Quy Bất Quy không phải nói xuông ông già lập tức xé chốt quần áo còn lại thanh tưng mảnh mỏng sau đó dùng phép khống hỏa cẩn thận đốt ra một cây lốt thùng thật nhỏ trên mỗi tấm đồng để khi đục lỗ hết cho tất cả tấm đồng chỉ còn lại một canh giờ thời gian Quy Bất Quy lúc này cũng không lo nghĩ được nhiều đầu tiên là đem tất cả quần áo và vài bố đã sao chép cốt văn cột hết vào người sau đó gọi cả bách vô cầu và nhóc nhầm tam tới một người hai yêu chia ra ba ngả sò hết tấm đồng và sợi dây vải vừa tước ra đề phòng sợi dây vải không chịu được sức nặng của quá nhiều tấm đồng mỗi sợi dây chỉ sò hai mươi tấm rồi buộc lại treo trên cổ quy bất quy và bách vô cầu cuối cùng phần đầu cổ của ông già và tên thô lỗ hoàn toàn bị tấm đồng che kín thế nhưng vẫn còn lại một phần ba số lượng tấm đồng chưa biết xử lý ra sao Quý bất quỳ không có gan sai khiến ngô miễn Nhưng ít ra Vẫn có thể nhờ và văn trường thủy Nói thế nào Thì chúng ta cũng đã giúp người một chuyện lớn như vậy Giúp lại một tay Chắc cũng không tới mức quá đáng đâu nhỉ Vừa rồi chưa lột quần áo của người xuống Đã xem như không thẹn với giao tình năm đó rồi Lúc này Trên người văn trường thủy Đã xảy ra biên hóa nghiêng trời lệch đất Đúng là hiệu quả nhờ pháp môn của Viu Văn Thị mang lại Chỉ mật 3 ngày thời gian Cái biểu gồ dày vò Văn Trường Thủy Gần 1.000 ngàn năm thế mà Đã hoàn toàn tiêu trừ hết Hiện giờ ngoại trừ vết sẹo rỗ trương mắt trên mặt Không thể nào thay đổi Thì Văn Trường Thủy Đã không còn bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Gã từng bị còng lưng Khi Trần Nguyên ưa động sau lưng lúc này Đã phân tán đều khắp toàn thân Khiến Văn Trường Thủy Cảm thấy dễ chịu vô cùng Sau khi tai họa ngầm trên người đã được loại bỏ Văn Trường Thủy Cũng bắt đầu nhòm ngó Đi số cốt văn ở đây Có điều gã không dám trêu chọc Đại thuật sĩ tịch ưng chân Cho nên lúc quý bất quý gọi qua hỗ trợ Văn Trường Thủy không hề từ chối Chủ động nhặt Một phần ba sâu đồng còn lại Đeo lên người Gần như đúng vào lúc Văn Trường Thủy Chẳng mấy sâu đồng lên người Mà đất phía dưới chân bọn họ đồn nhiên dùng lắc dữ dội, Không đợi đám người và yêu này Kịp hiểu ra chuyện gì rơi chân bất chợt mất đi điểm tựa Cả đám người bao gồm ngô miễn Lên cơ thế xuyên qua lòng đất Mà thẳng tắp rơi xuống phía dưới Trong lúc vội vàng Cũng không ai kịp thi triển thuật pháp Đợi từ khi tất cả phản ứng lại Hai chân đều đã đáp đất rồi Cảnh tượng trước mắt lại xảy ra biến hóa Từ đầu là căn phòng Trước kho báu của Viêu Văn Thị bây giờ đã biến thành tòa cung điện rộng lớn có thể thay đổi phương vị trong địa cung của yên ai hầu người duy nhất kịp làm ra phản ứng trong số ba người hai yêu chính là ông già quy bất quy bọn nhai mắt vừa rơi xuống cung điện trong tay ông già đã xuất hiện một kiện pháp khí giống hệt đê băng đã đưa cho tịnh ưng chân sau khi xác định hòa thượng nguyên sương không mai phục ở đây chờ bọn họ ông già mới thở vào thả lại quả tim xuống bụng sau đó Thả mây sâu đồng quang trên người xuống Đột lúc mấy người bọn họ Chuẩn bị thi triển độn pháp ngũ hành rời đi Cánh cửa lớn của cung điện đột nhiên mở ra Chưa đại quý bất quý cầm đê băng kịp phản ứng Một tia sáng lạnh lẽo đa loe lên Văn trường thủy Vừa mới tháo mây sâu đồng xuống Thân thể đột nhiên cứng đở Rồi cái đầu của gã lia khỏi cổ Không một lời báo trước Rơi xuống lăn lông lốc dưới đất đang thường cho một trong tư lâu trụ vẫn Thiên lâu văn trường thủy bê cây lưng còng hành hạ hà cả ngàn năm vất vả lắm mới chữa khỏi được thì liền mất mạng sớm biết như vậy gã cho dù phải mang theo cây lưng còng cả đời cũng không đến mức tay bay vạ gió như hiện tại lúc cây đầu của văn trường thủy rơi xuống đất quỷ bất quỷ giờ đê băng lên nhằm hướng cửa cung chuẩn bị khởi động cơ quan không ngờ ngón tay ông già còn chưa kịp ấn xuống phía sau lưng bất thình lình có một bàn tay chìa ra khe kéo canh tay quy bất quy một cái thuận thế liền lấy được đê băng trong tay ông già vừa giành được đê băng bao người sau lưng quy bất quy lập tức nhanh chóng lùi về sau gần như cùng lúc hắn lùi lại ngồi bên tay cầm tham lăng lập tức bổ nhào vào vị trí người nọ vừa đứng đã đến khi quy bất quy quay người lại mà nhìn thấy rõ nguyên sương đang cầm đê băng đứng sau lưng cách mình chừng mười trưởng nhiều năm trôi qua Để khi một lần nữa cầm được đê băng trong tay Chính bản thân Nguyên Sương cũng có chút mơ hồ Không biết mọi chuyện có phải thật hay không Lục Trường ở lại căn phòng Đợi mấy người bọn họ biến mất Khổ sở chờ đợi ba ngày ba đêm Hòa thượng đã từng nghĩ Có khi nào mấy người ngô miễn quý bất quý Đã đi theo một lối khác Chạy trốn rồi hay không Do dự nửa ngày Cuối cùng hòa thượng quyết định Rời khỏi nơi đó không nghĩ tới đúng lúc đi ngang qua bên phải cung điện này Lại đột nhiên nghe thấy âm thanh dị thường phát ra từ bên trong Quy Sương lập tức che giấu khí tức của mình Ghé vào khe cửa nhìn xem Thì thấy mấy người ngô miễn quý bất Quy Từ trong không trung rơi xuống Hòa thượng thay thế thì mừng rỡ vô cùng Đừng nhìn hắn giết chết văn trường thủy Cướp lại đê băng từ tay Quy bất Quy, Lại né tránh được tham lang của ngô miễn Có vẻ dễ dàng đây đã là hiệu quả cao nhất Khi hắn huy động thần lực trong người rồi Có được đế băng trong tay Nguyên Sương lập tức Chia miệng rồng của pháp khí Về phía mấy người ngô miễn và quý bất quý Nói Vô ta còn tưởng Các người đều đã bỏ đi Không ngờ lại có thể ở nơi này Nhận được lễ vật các người dân tặng Các người nói xem Nhận được lễ vật lớn như vậy Ta nên bao đáp thế nào đây Như vậy đi Cho các người chết dưới đế băng cũng coi như là sự tôn kính của Nguyên Dương đối với các vị Ngay bây giờ Cả người cũng sẽ được hưởng đái ngộ Như chúng thần hạ phàm năm đó Chết dưới đế băng Có kinh nghiệm từ nhiều lần trước đó Lần này Nguyên Dương không có ý định Tiếp tục lãng phí thời gian Mấy lần trước bại trận Đều là do hắn lãng phí quá nhiều cơ hội Mới khiến cho bọn họ Có thể chạy thoát Vợ nói dứt lời ngón tay hắn đã đặt lên cơ quan khởi động Của pháp khí hình rộng chỉ cần Nguyên Dương ấn vào cơ quan Thì cho dù là tử phúc đích thân tới đây Ngoài trừ chết dưới đê băng Thì cũng không còn biện pháp nào khác Đừng vào khoảnh khắc hòa thượng Chuẩn bị ấn vào cơ quan khởi động pháp khí Trước mắt hắn Đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn Thế mà lại chính là Vì đại thuật sĩ tịch ưng chân Mà chính Nguyên Dương cũng không dám tự tin Mình có thể động vào Trong thấy đại thuật sĩ xuất hiện Hòa thượng liền sừng sốt Ngọt tay không tự chủ mà buông lỏng khỏi nút cơ quan của đê băng Hai mắt nguyên Sương nhìn chằm chằm vào tịch ưng chân Có điều bộ dạng lão thuật sĩ khi xuất hiện có chút quái dị Đỡ gương mặt bên phải sưng phồng lên Còn mặt thì thâm đen Nhìn qua trong cơn như tên lưu manh đầu đường xó chợ Vừa đi đánh nhau về Tịch ưng chân xuất hiện Cũng hoàn toàn không quan tâm sau lưng Còn có một nguyên Sương đang cầm đê băng Ông ta thẳng tay cầm một pháp khí đê băng khác Đập vào mặt quỷ bất quy Tốc độ vừa nhanh vừa không báo trước Bốp một tiếng Lời tay phao khí hình dòng không nghiêng không lệch Nền vào mặt ông giả Đánh cho ông già mặt mũi toàn là máu tươi Bước chân lào đảo lùi về phía sau Khó khăn lắm mới đứng vững lại được Quy bất quy chỉ kịp lao qua máu tươi trên mặt Về mặt đưa đám chỉ về phía nguyên xương Đã cầm đê băng trong tay Ấn à, chân tiên sinh à Ngài nhìn kỹ lại xem Đề bằng hiện đang ở trên tay ai Tịch ưng Trần quay đầu lại nhìn Lên mắt một cái Liền trông thấy Nguyên Sương lúc này Đã lờ mật thời cơ ra tay tốt nhất Hết trường thứ 371 chương 372 Nhậm tam đau lòng Khoảnh khắc nhìn thấy tịch ưng Trần xuất hiện Phản ứng đầu tiên của Nguyên Sương Chính là quay đầu bỏ chạy Nhưng sau đó hắn nghĩ lại Hiện giờ bản thân đã ca nuốt thần lực Của hai vị thần Trong tay còn có đệ nhất sát khí Từ xưa đến nay Còn phải sợ một mình tịnh ưng chân nữa sao Bây giờ vừa lúc Chính là cơ hội có thể diệt trừ Tai họa ngầm này Tình ra nếu tịch ưng chân chết đi Chỉ cần từ phúc ra ngoài biển Không trở lại đất liền Thì chính mình hẳn nhiên sẽ không có đối thủ Hiện giờ ban khoan duy nhất Trong lòng Nguyên Sương Chính là không biết Liệu đê băng trong tay là thật hay giả Trước đó đã hai lần liên tiếp Phải ăn thiệt từ đê băng giả Trong tay quy bất quý Ai mà biết được Đê băng đang cầm trong tay Liệu có vài món đồ chơi Chỉ phát sáng phát tiếng Mà không có chút uy lực nào hay không Nghĩ đến hậu quả Nếu mình cả gan sử dụng đê băng giả Trước mặt tịch ưng chân Hắn lại bắt đầu không nắm chắc Trong lúc Nguyên Sương đang đo dò dự Tịnh ưng Trần đã quay đầu lại Cao mày nhìn thoáng qua hòa thượng Và đê băng trong tay hắn Lúc này quỷ bất quỷ đã cởi toàn bộ vải vóc Tâm đồng trên người xuống Lộ ra cơ thể trần trụi khô quắt Như vỏ quýt Trước mặt tịnh ưng Trần. Ông già đứng tại chỗ xoay một vòng Rồi mở miệng nói Bây giờ thì ưng chân tiên sinh Đã tin chưa Lục trường ta lấy được Một kiện đê bằng từ trong tay Nguyên Dương Ai mà ngờ được nó Lại là đồ giả chứ Lão nhân ra ngài cũng biết Một đài sát khí như vậy Không thể tùy tiện thi triển Bao nhiêu năm nay Ta vẫn luôn cho rằng đó là đế băng thật Mà cẩn thận bảo quản Trong lòng tự nhủ Rằng một ngày nào đó Gặp lại lão nhân ra ngài Thì sẽ đem ra hiếu kính Nào ai ngờ đâu Nguyên sương lại tạo ra Một kiện pháp khí giả Chỉ mắt ngài cũng thấy Đế băng hiện giờ đang nằm trong tay ai Lại đang áp chế ai Nếu nói là cao giả quy bất quy này Mà phải chịu thiệt thòi như vậy Có đánh chết tịch ưng chân cũng không tin Nếu ông ta vừa bởi vì đế băng giả Mà chịu lỗ một vô lớn ở chỗ tử phúc ngoài Đông Hải Trong cơn thịnh nộ Đã không phân biệt được thật giả gì nữa Là thờ sĩ nhìn Nguyên Sương đang chậm rãi lùi lại phía sau Kể lạnh một tiếng nói Hoa ra nguồn cơn để từ hòa thượng ngươi mà ra Kỳ hạn 100 năm đã qua lâu rồi Bây giờ có phải đã đến lúc Lấy mạng ngươi bồi thường cho đổ nhị Bách ly Hy của ta rồi không nhỉ Nếu không muốn chết quá thảm Phương sĩ già già sẽ cho ngươi một cơ hội Lập tức ngậm đê băng vào miệng Dùng chính món pháp khí này Mà tự kết liễu bản thân đi Có thể chết dưới đê băng Đời này của ngươi Coi như cũng đáng Dùng đê băng tự sát còn có cách chết nào khó coi hơn cái này nữa sao Trong lòng Nguyên Sương thầm mắng một câu Nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười âm u Giải thích với tịch ứng chân Đại thuật sĩ Lẽ nào quy bất quy nói gì Ngài đều tin hết sao và khi này ta cũng vừa mới giành lại được Từ trong tay ông ta Còn việc ông ta đã lừa dối ngài như thế nào Không liên quan gì đến hòa thượng hết Phượng sĩ ra ra Có hỏi ngươi chuyện đế băng hả Hòa thượng ngươi trột dạ cây gì Vừa rồi Phương Sĩ Gia Gia hỏi ngươi 100 năm đã qua lâu rồi Đã chuẩn bị sẵn sàng Đền mạng cho Bách Lý Hy chưa Và nhìn thấy Nguyên Dương Tịnh ưng chân liền đưa tới vị đệ tử Đã chết thảm của mình Bách Lý Hy không giống với những đệ tử khác Tịnh ưng chân chiếm của hời Từ chỗ lão ta là nhiều nhất Đại thuật sĩ có tật Hay ăn nhờ ở đậu trong nhà đệ tử mà trong số đó thì ở lại động phủ pháp khí của Bách Ly Hy Là thoải mái nhất Bây giờ mỗi lần đi ngang qua Liêu Đông Ông ta vẫn có thói quen tới lang Sơn Ngắm nghĩa pháp khí của Bách Ly Hy Nghe thấy giọng nói bất thiện của tịch ưng chân Nguyên Sương liền biết Càng rông dài thì càng bất lợi cho mình Mà kệ pháp khí trong tay là thật hay giả Đều phải thi triển xem sao Kể cả là giả Thì lao Thợ sĩ tám phần Là cũng sẽ bị dọa cho nhảy dựng giống như mình chỉ cần chấp lấy một giây hỗn loạn Cũng đã đủ thời gian chạy trốn Trong lòng hòa thượng Nguyên Dương Nổi lên suy nghĩ hung ác Tài công lập tức đặt lên cơ quan của đế băng Hướng về phía tịch ưng chân Một tiếng nổ lớn vang lên Một sức mạnh khổng lồ từ trong miệng rồng gào thét phun ra Gần như ngay khoảnh khắc Nguyên Dương có động tác Thân thể tịch ưng chân đột nhiên trở nên hư ảo Khi sức mạnh không tưởng kia chuẩn bị phun ra khỏi miệng rồng là thuật sĩ thế mà Đã từ hư không xuất hiện bên cạnh Nguyên Dương Tịnh ương trần bàn lệch canh tay Đang cầm đê băng của Nguyên Dương Kéo giật lên Miệng dòng trong nháy mắt Thay đổi phương hướng Phương thẳng luồng sức mạnh trong lòng pháp khí Về phía nóc địa cung Trong nháy mắt Đỉnh núi phía trên địa cung Bị luồng sức mạnh này Ban ra một lỗ thủng Sau đó toàn bộ đỉnh núi bắt đầu sụp xuống Vô số tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống Vùi lấp địa cung Không chỉ riêng ngọn núi này Hậu quả của việc Nguyên Sương sử dụng đê băng Chính là toàn bộ liêu đông Cô bắt đầu dung chuyển dữ dội Vô số người dân cho là có động đất Mà nhao nhào chạy ra khỏi nhà Mấy canh giờ sau Trong đống đổ nát của địa cung trên núi Có mấy bóng người đang chật vật bỏ ra Người đạp được thông đạo bỏ ra đầu tiên Chỉ là một tên cao to đen thui Trông như ngọn tháp đen Hắn bỏ ra ngoài còn tiện tay Tùm theo một ông lão giả nhăn nhau khu đế Người cuối cùng đi ra Là một nam nhân tóc bạc Tên to con bỏ ra ngoài Vẫn còn hùng hổ Nói với ông giả bên cạnh Ông giả Lần này tự lấy đá đập chân mình rồi chứ gì Ông đây không hiểu Lần này cả nhà chúng ta Đều nằm bên dưới rất tốt Coi như là chôn chung rồi Nhắm mắt lại Kiếp sau ta lại gặp nhau Chả nói xem Mấy người còn bò lên làm cái gì nữa Còn bắt ông đây mở đường chứ Trôn chung với con trai ngốc nhà ngươi cha đây cũng có thể cắn răng chịu Nhưng mà ngươi không nghĩ tới bên cạnh Vẫn còn một tên nguyên xương sao Ngươi dự định kiếp sau dẫn theo cả hắn Mấy người chúng ta Cùng nhau sắp lại tôn ti lớn nhỏ đây hả Mấy người này đúng là ngô miễn quý bất quy Và bách vô cầu Vừa bị chôn vùi trong địa cung chỉ không biết nhóc nhân sâm nhậm tam Đã chạy đi đâu Chỉ có ba người bọn họ Bỏ ra khỏi địa cung Đã trở thành phế tích Nghe tới chuyện kiếp sau Không khéo còn phải dân theo tịch ưng chân và nguyên sương Bành vô cầu liền lắc đầu lia lịa Nếu chỉ có một mình tịch ưng chân Thì cũng thôi đi Còn thêm một nguyên sương đã mất hai hòn Thì thật sự là không chịu được Kiếp sau hắn Không đầu thai thành ai nam ai nữ Thì cũng thành phụ nữ thực thụ có một anh hoặc chị hoặc em như vậy Thì thật chả có lợi lộc gì Trong lúc bách vô cầu còn đang muốn vớt ra ba phần ly lẽ Trong một mớ vô lít đùng đùng Từ trong đống gạch đá ngộn ngang dưới chân bọn họ Đột nhiên nhô lên một cái đầu nho nhỏ Nhọc nhậm tam cuối cùng cũng từ dưới đất chui lên Lúc thằng nhóc đi ra Trong tay còn cầm theo pháp khí đề bằng hay còn đóng ấm Lão bất tử Đề bằng không bị sứt mẻ gì nhưng mà con lửa chọc nguyên xương và ông Bô nhà chúng ta đều không thấy đâu nữa nhân dân bọn ta ở bên dưới tìm đi tìm lại bảy tám vòng rồi mà vẫn không thấy tung tích của hai người bọn họ sau khi giao lại đê băng cho ngô miễn nhóm nhậm tam có chút lo lắng quay đầu hỏi quy bất quý người đó ông Bô nhà chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không uy lực của đê băng lớn như vậy ông bồ sẽ không bất cẩn bị đê băng quét qua rồi biến mất đâu đúng không Quỳ bất quy đỏ mắt Nhìn về pháp khí trong tay ngô miễn Vất vả lắm mới lấy được đê băng về tay Không ngờ đi chọn một vòng Cuối cùng nó Lại quay về với nam nhân tóc bạc Ông già có chút bất đắc dĩ Nhìn nhóc nhầm tam Không biết làm việc Mà miệng vẫn phải nói câu an ủi Ông bồ nhà ca ngợi thế nào Người còn không biết sao Có khi bây giờ Đang dồn nguyên xương vào một góc nào đó và miệng hắn tới tấp cũng nên Đợi một lát nữa Bộ giả tịch ưng chân chơi đã nghiền rồi Ất sẽ đi lên thôi Có điều quy bất quy nói lời này Có chút sớm Đợi cả ngày trời Bà bên dưới vẫn không có động tính gì Trong lúc chờ đợi Nhọc nhọc tam không nhìn được Lại nhảy xuống dưới tìm kiếm bốn năm lần nữa Di chuyển len lỏi khắp khu vực địa cung Mà vẫn không thấy dấu vết Của hai người tịch ưng chân và nguyên xương Lệ lục nhóc nhậm tam cho rằng Tịnh ưng trần đã lành ít dữ nhiều Nửa mặt vòng quanh chạy đến chỗ quy bất quy Hỏi thăm quy củ tổ chức tang lễ cho cha liền thấy Một bóng người quen thuộc từ dây núi đi lên Đúng là đại thừa sĩ tịch ưng chân Mà nhóc đẹp tam vẫn luôn nhắc mãi Phường sĩ ra ra ở nhà ca ngươi ở Đợi suốt một ngày Ca ngươi trở về tự coi chết Mà không quay lại nhà Ngo qua một chút hả Để thấy mấy người còn đứng ở đây Tịch ưng chân có chút bất đắc dĩ lơ nguyết bọn họ Xác định thật sự không phải hoa mắt Nhóc nhậm tam vội vàng Bồ nhào vào lòng đại thuật sĩ Vui mừng tươi phát khóc Chỉ là tiếng khóc của nó Nghe cứ như là tịch ưng chân Đã chết thật ở dưới đất rồi vậy Tịch ưng chân bèn kể lại cho nhóc nhậm tam nghe Nước chuyện đã xảy ra bên dưới ngài cây lông giành giật đê băng với nguyên xương Hòa thượng biết rằng yêu thế đã mất Đơn giản để luôn đề bằng dần lại cho lão thuật sĩ, còn bản thân hắn thì sử dụng đồn pháp ngũ hành trốn đi. Có điều hắn không ngờ rằng, đại thuật sĩ đã động tay động chân trên người hắn. Lúc Nguyên Sương sử dụng đồn pháp, tịnh ưng chân cũng đồng thời, cảm nhận được phương hướng phát ra khí tức của hắn, lập tức thi triển đồn pháp ngũ hành bám sát phía sau. Hết trường 372 Trường 373 Vườn không nhà trống không ngờ nguyên sương lại gian xảo lao cá như ma như quỷ hắn chạy đến chỗ một vách đá cao vút chạm mây hòa thượng dường như biết trước sẽ có người đuổi theo mình cho nên khi chạy tới đây hắn liền thả người nhảy từ trên vách đá xuống sau đó ở giữa không trung thi triển đột pháp ngũ hành trước khi rơi xuống mặt đất thì thân thể biến mất vào hư không tịnh ân trần cũng nhảy xuống theo mà thấy đồng con tay đã chạm vào được quần áo của nguyên sương thì tên hòa thượng này đột nhiên biến mất Đại thuật sĩ đáp xuống đất Tức giận mắng ẩm lên San phẳng luôn vách đá Bàn anh Nguyên Sương vừa đứng Xem như xả giận Để khi cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút Mới nhờ ra là Phải đi tìm con nuôi của mình Để cùng kia có sụp xuống Thì cũng không thể gây tổn thương Đến mấy người kia Tịnh ưng trần cho rằng ngô miễn quý bất quý Lúc này đã quay trở về Động phủ của mình có điều đại thờ si tới nơi đợi chờ cả ngày trời Cũng không thấy ai quay lại Cuối cùng khi đã không đợi được nữa Mới quay trở lại chỗ cũ Thì gặp mấy người bọn họ Đàn bằng bạc bà xem Nên chuẩn bị hậu sự cho mình như thế nào Thế đường khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng đến phát khóc Của nhóc nhậm tam Tâm trạng bực bội của lão thờ sĩ si nhay mắt xẹp xuống Tịch ưng chân vừa lau nước mắt cho nhóc nhậm tam Vừa an ủi nó từ khi nhìn thấy đứa con đuôi của mình rốt cuộc Cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười Ông ta mới quay sang Chia tay ra Nói với quý bất quý Để tỉnh con trai nhà chúng ta Phương si già già sẽ không truy cứu Việc ai làm giả đê băng nữa Có điều Cả một khoảng thời gian dài như vậy Lao giả ngươi Được có nói là chưa hề đi xuống bên dưới Tìm lại kiện pháp khí kia Giờ thì mau đưa nó cho ta Ờ, pháp khí thì tìm được rồi Đừng nói ra có lẽ sẽ khiến tịch ưng chân tiên sinh ngài phải thất vọng Nguồn cơn của việc này đều do Nguyên Sương mà ra Vừa nói chuyện Quỳ bất quỳ vừa móc từ trong ngực ao ra một mơ đá vụn Sau đó ngay trước mặt tịch ưng chân Đem những hòn đá này giáp lại với nhau Tạo thành hình dáng kiện pháp khí hình rộng kia Nhìn thấy đề bằng đã vỡ thành một đống đá vụn Tịch ưng chân không khỏi choáng váng ngỡ ngàng Ông ta đã nhóc nhận tam xuân đất Hai mắt nhìn chăm chăm vào mảnh vụ đê băng này Mà ngây ngẩn cả người Lúc này Quý bất quý ở một bên tiếp tục thổi lửa Nếu không phải lúc trước Nguyên xương cháo đê băng giả cho ta Thì sự việc cũng không tới nông nỗi này Lão nhân ra ngài cũng thấy rồi đấy Vừa rồi hắn dùng đê băng đối phó với ngài Nói xem phải oán hận cỡ nào Mà nhất định phải dùng đê băng Ngài nhờ có vận may lớn Mới chấp đúng thời cơ ra tay trước Nếu không chỉ chậm một nhịp thôi Mấy người chúng ta không tính là gì Đáng thương nhất Chỉ là nhậm tam nhà ngài Nó chỉ là một đứa trẻ con Nào có chiêu chọc gì tới ai Lời này khiến cho cơn giận Của tịch ưng chân vừa dịu xuống Lại bùng lên Là thật sĩ lướt nhìn khuôn mặt đầy vẻ Tuổi thân của nhóc nhậm tam Nói với quý bất Quy: Lao giả tung tích của Nguyên Sương giao cho các người phụ trách Tìm được hắn rồi Thì không kẻ nào được phép ra tay Cây mạng của hắn phải để lại cho phương sĩ Gia Gia Thật ra cũng không phải là không có tung tích của Nguyên Sương Nhưng hiện giờ hắn đã cắn nuốt được thần lực Không còn như xưa Mà người chúng ta không dám tùy tiện đi trêu chọc hòa thượng này Để thấy tịch ưng chân đã bị chọc giận Quy bất quy tiếp tục nói Nhiều năm nay nguyên sương thao tác cục diện bắc triều nếu ta đoán không lầm thì lúc này có lẽ hắn đang ở nghiệp thành nghiệp thành phải không trên còn lại các ngươi không cần mó tay vào nhớ lại lúc đó nguyên sương ra tay với mình nếu không kịp thời phản ứng chớp nhoáng thì lúc này hai cha con lão thợ sĩ đã đều tan thành mây khói dưới uy lực của đê băng rồi Lừa dần trong lòng tịch ưng chân lại lần nữa bùng lên không thèm làm bộ khách khí nữa mà trực tiếp dùng đồn pháp ngũ hành Biến mất ngay trước mặt mọi người Thế tịch ưng Trần đã hoàn toàn biến mất Quỷ bất quý bây giờ Mới thở ra một hơi thật dài Quay sang nói với thằng con trai nhặt nhà mình Con trai ngốc Bảo đưa pháp khí lại cho cha ngươi đây Nguy hiểm thật đấy Vừa mới đưa đê bằng cho người cất giữ Thì giây sau Tịch ưng Trần đã chạy đến rồi Thiếu chút nữa thì à, Ông già có phải cha đã sớm biết khi nào tịch ứng chân sẽ tới đúng không bách vô cầu thò tay móc pháo khí hình rồng dắt trong lưng quần ra đưa cho quy bất quy miệng hỏi vậy ở quê xương thì sao làm sao mà cha biết hắn đang ở nghiệp thành không phải nói là mấy năm nay đều không có tin tức của hắn hay sao Sợ biết được tung tích của hắn chúng ta cứ trực tiếp cầm đê bằng Tới cho hắn băng hà luôn đi con trai ngốc Cha ngươi chỉ là nghĩ cách nhanh chóng Đuổi cha nuôi của nhân sâm đi thôi Để ông ta ở lại đây thêm một lúc Ai biết được ngươi có bon mồm Nói sai câu nào Để cho ông ta biết đê bằng đang ở chỗ ngươi hay không Nói đến đây Trên mặt quy bất quy trở lộ ra nụ cười đầy cổ quái Có điều lời cha ngươi nói cũng không sai đâu Nếu như ông già ta mà là tên hòa thượng kia Thì tám phần là cũng sẽ trốn trong nghiệp thành dưới chân đèn là chỗ tối nhất Có ai ngờ được hắn còn dám trở về trốn trong nghiệp thành cơ chứ Hẳn được hắn đã bài bố thao tác Bắc Triều suốt bao nhiêu năm Không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy được Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong Ngồi bên đức bên cạnh vẫn một mực yên lặng nãy giờ Bầu nhiên lên tiếng chêm vào một câu Đều như quê xương đã ở nghiệp thành Ông nói xem Hắn ta còn dám làm hòa thượng không hòa thượng ấy hả à? Quý bất quý nhìn ngô miễn Cười một chút rồi đáp Sợ là sau này Chúng ta không còn cơ hội Gặp được cao tăng nguyên dương nữa Nhưng có lẽ Sắp tới Bắc Triều sẽ đột nhiên Xuất hiện một nhân vật kỳ tài hiếm có Có thể là một đại tướng quân nào đó Bất ngờ nổi lên Cũng có thể là một vị công tử Có địa vị vô cùng cao quý Hoặc là một thiếu niên thiên tài Từ trên trời rơi xuống Giống như Nhĩ Chu Vinh năm xưa còn một khả năng khác nữa Là người kế thừa đại quyền trong gia tộc họ cao Hoặc trong hoàng tộc Xuất hiện một thiên tài không xuất thế Cái nào cũng đều rất có khả năng Bạch vô cầu nghe mấy lời này Mà có chút váng đầu liền bảo miệng ngắt lời bọn họ À chuyện của Nguyên Dương Cứ để cho lão giả tịch ưng chân kia lo liệu đi À còn chúng ta thì sao Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây Về nhà nghỉ ngơi mấy ngày hay là đi tụ họp với hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Hiện tại Quy Bất Quy chưa có ý định rời đi Ông già quay lại nhìn nhóc nhầm tam Vẫn còn rơm rơm nước mắt Trước tiên đi tìm lại mấy tấm đồng kia đã Ông già ta đêm qua một lượt rồi Có tổng cộng 2.269 tấm đồng Trừ đi hư hại thất thoát trong lúc địa cung bị sập Tính tròn cho là 2.000 tấm Tìm được bằng đây rồi Chúng ta liền trở về gặp Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Quy mô địa cung này không nhỏ Địa cung không khó như tưởng tượng Nhóc nhậm tam thi triển phép độn thổ đơn giản như người bình thường ăn cơm Chỉ cần tìm được vị trí lúc trước bọn họ đặt chân trong địa cung Là có thể dễ dàng tìm thấy mấy sâu đồng bị bỏ lại ngay tại đó Chỉ là do số lượng tâm đồng quá nhiều Nhóc nhậm tam bận rộn cả ngày trời Mới có thể vận chuyển hết hơn 2.000 tấm đồng lên mặt đất Sau khi đem toàn bộ tấm đồng chất lên xe ngựa Nhóc đậm tam còn tìm quy bất quy hỏi xem Nên xử lý thi thể của văn trường thủy như thế nào Có điều đối với vị đồng liêu Từng cùng xưng thần dưới chướng tể vương năm xưa Quy bất quy rõ ràng Không hề có hứng thú Dù sao gã ta Cũng đã bị chôn sâu trong lòng núi Cho dù có đào lên mai táng Thì cũng không chôn sâu được như bây giờ cho nên cứ coi như ngọn núi này là một phần của văn trường thủy quy bất quy quay về hướng núi khai khí nói vài câu sau đó cùng với ngô miễn dẫn theo hai con yêu quái xuất phát về bên cảng ở quận nam hải của hiệu quân tứ thủy lúc đầu quy bất quy vốn định đem toàn bộ số tấm đồng này cất dưa trong động phủ của mình coi đều dùng độn pháp ngũ hành không thể vận chuyển được quá nhiều cuối cùng ông già và ngô miễn thương lượng một lúc sau đó quyết định đưa cả một cốt xe đồng to tướng đến gần nơi ở năm xưa của Bách Ly Hy trên Lang Sơn. Lên núi đã một cây hố sâu, trộn hết tấm đồng xuống đó. Đời sau này có thời gian, lại từ từ đào chúng lên. Tìm bị nghiên cứu thuật pháp mà Viu Văn Thị để lại. Lúc này trần đưa tới Văn Trường Thủy, có thể đọc hiểu được cốt văn thời hạ. Quý bất quý mới cảm thấy có chút tiếc nuối. Cất giấu chỗ tấm đồng xong, Ngô miễn quý bất quý Mang theo hai con yêu quái Không có thời gian cưới xe ngựa nữa Bà họ thi triển đồn pháp ngũ hành Xuất phát tới bến cảng ở quận Nam Hải Của hiệu buôn Tứ Thủy Tuy nhiên khi đặt chân đến nơi này Cảnh tượng trước mắt So với mấy tháng trước bọn họ nhìn thấy Đã khác biệt đến mức Không còn có thể nhận ra là cùng một nơi Bên cảng ban đầu tâm đậm nộn nhịp Kẻ bán người mua Bây giờ đã bị lửa thiêu thành phê tích hoang tàn trong ngoài không tìm thấy một bóng người Thuyền lớn đậu trên bến Cũng không còn thấy đâu Mấy ngày bọn họ không ở đây Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Thầy không tìm được người ở quanh đây Mấy người ngô miễn quý bất quy Bạn đi tìm những cửa hàng và kho bãi Của hiệu buôn tư thủy ở gần nhất Nhưng điều khiến bọn họ không thể tưởng tượng được chính là Liên tiếp đi qua mấy cửa hàng Chỗ nào chỗ nấy Đều cửa đóng then cài im ỉm không thể trông thấy sự hiện diện của bất kỳ người nào. Hết chương 373. Chương 374. Chuyện lạ ở hiệu buôn tứ thủy. Chuyện xảy ra ở hiệu buôn tứ thủy không phải chuyện nhỏ. Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái đi suốt 30 dặm đường mà vẫn không thấy bất kỳ một cửa hàng kho bãi nào còn mở cửa. Thường ngày đi trên đường thi thoảng sẽ được gặp thương đội Vậy mà lúc này Cùng đưa thể hoàn toàn biến mất Tóm lại một câu Hiệu buồn tư thủy đã bốc hơi khỏi thế gian Ông già Chuyện này không đúng Tìm cả nửa ngày trời Và không thấy bất kỳ manh mối nào Về hiệu buôn tứ thủy Bạch vô cầu liền quay sang Nói với cha ruột của mình Trên đời này à, Có còn kẻ động được vào hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nữa sao hai anh em nhà đó khôn danh như quỷ lộc chưa ra những người chịu thiệt dưới tay bọn họ còn ít hay sao hoàng đế trung thổ quốc vương ba tư lanh sẹo lên quên đau rồi còn con lão yêu vương nhà chúng ta đánh tiếng bảo hộ cho dù là yêu quái cũng không dám tùy tiện trêu chọc hai người đó lần này không đơn giản như vậy quy bất quy đứng trước cánh cổng đóng chặt của một cửa hàng Nhìn ổ khóa treo trên cổng Miệng tiếp tục trả lời Cũng có thể mục tiêu của những kẻ đó Chưa chắc đã là hai vị chủ nhân Ngày hôm sau Bên trong huyện Bình Nam Thuộc quận Nam Hải Một con ngựa cắm cờ cấp báo Chạy băng băng vọt qua cổng thành Trên ngựa là một vị quan quân trẻ tuổi Phi nước đại chạy thẳng đến trước cổng huyện nha Hắn cho ngựa dừng lại Rồi lập tức móc từ trong ngực ra Một tấm lệnh bài bằng đồng của quờ trước mặt sai dịch các cổng Bổn quan Là đô ý của phủ đô đốc Tả quân của triều đình Có chuyện quan trọng muốn gặp huyện lệnh đại nhân Của các người Mau chóng đi vào bẩm báo Chậm chế sắc lệnh của bổn quan Đại nhân của các người Cũng không giữ nổi cái mạng Còn không mau đi vào bẩm báo Vì đô ý của phủ đô đốc Tả quân này Cùng huyện lệnh địa phương đều là quan nhất phẩm có điều đô úy mang theo sắc lệnh tới Thì coi như cao hơn huyện lệnh một bậc Đám sai dịch các cổng không dám trì hoãn Tiền dân đầu lập tức chạy vào hậu đường bẩm báo với huyện lệnh đại nhân Bỏ lát sau Cổng lớn huyện nha mở rộng ra Huyện lệnh huyện thừa Cùng với mấy vị quan lại trong nha môn Cùng nhau ra ngoài nghênh đón Hai bên hàn huyên vài câu Rồi đón tiếp đô úy đại nhân vào bên trong Vào tây sảnh chính Đô úy mê lấy từ trong ngực ra một cái hộp đồng dạng dẹt hơi dài Mở nắp lấy ra một phong thư Đã đóng dấu niêm phong Của quan thượng thư Thận trọng đưa cho huyện lệnh địa phương Trong thư là sắc lệnh Do đương kim thượng thư phó lệnh Hàn trọng tự tay viết Huyện lệnh chỉ lướt mắt nhìn thoáng qua Liền quay đầu thỉnh những vị quan lại khác rời đi Đã tới khi tất cả phụ tá của mình Đều đã rời khỏi sảnh chính Lúc này huyện lệnh mới mở lại phong thư ra xem sau khi đã đọc kỹ nội dung bên trong Mới gây định nọt đó với đô ý đưa tin Nhờ đại nhân Sau khi trở về Truyền lời tới thượng thư phó lệnh đại nhân à, Tất cả quản sự lớn nhỏ Kể cả tiểu nhị làm việc ở Trong các cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy Tại địa phương Đều đã bị nhốt vào đại lao à, Chờ đợi sắc lệnh của quan trên Là có thể xử lý Đội ý gật đầu đáp lời Bọn quan Ngoài việc đưa ra sắc lệnh Của Thượng Thư Phó Lệnh Đại Nhân tới đây Thượng Thư Phó Lệnh Đại Nhân Còn sai bổn quan Thông kê trong số nước quản sự Tiểu nhị của hiệu buôn tư thủy Đang bị giam giữ Có người nào sắp chết hay bệnh tật gì không Chuyện liên quan tới việc sau này Của hiệu buôn tư thủy Sẽ được quốc hữu hóa Không thể không cẩn thận tra xét À vâng Hạ quan hiểu rõ Huyền lệnh khom người một chút lại nói tiếp Cửa hàng và kho bãi của hiệu buôn tứ thủy tại địa phương Có tổng cộng 107 người Trước đó trong lúc bắt bớ đã chết 7 người Ngoài trừ một kẻ tên là Ly Mặc Vẫn đang hôn mê chưa tỉnh Thì những người còn lại đều không đáng lo ngại Đội ý đưa tin nghe vậy thì gật gù Lại tiếp tục nói với huyện lệnh Những lời này của đại nhân Sau khi trở về Bột quan nhất định sẽ bẩm báo lại Toàn bộ cho thượng thư phó lệnh đại nhân Nếu đại nhân không còn dặn dò chuyện gì khác Vậy bồn quan xin phép cáo từ Quay về phục mệnh Từ khi đại lao của huyện nhà Giam giữ người của hiệu buôn tứ thủy Thỉnh thoảng lại có quan trên tới đây hỏi thăm Huyện lệnh đã sớm quen rồi Không mảy may phát hiện Trên người vị đô úy này Có chỗ nào sơ hở Sau khi dùng lê nghị đối với quan viên đồng cấp Tiên đô úy rời đi Huyện lệnh lao ra liền triệu tập Đám huyện thừa phụ tá Bắt đầu bận biểu xử lý công vụ như bình thường Không một ai để ý tới vị đô úy đại nhân nọ cưỡi ngựa đi trên đường Vừa ra vào một khúc quanh Thì cả người và ngựa đều cùng nhau biến mất Vị trí này khuất nẻo không một bóng người Nên không ai chú ý trong góc đường Vừa có một người biến mất vào khoảng không Một lúc sau Trong một buồng giam tối tăm sâu trong đại lao huyện nhà Ly Mặc Vì hộ vệ nếu không có đặc lệnh Thì luôn kè kè đi theo bên cạnh Hai vị chủ nhân Lưu Tôn Của hiệu buôn Tứ Thủy Bây giờ khép mắt nằm bẹp trên một đống cỏ khô Tản ra mùi mốc meo hôi hám Bởi vì thân phận của hắn Có chút đặc thù Cho nên bị giam trong một buồng riêng biệt Có điều nhìn bộ dạng hôn mê Bất tỉnh hiện giờ của hắn Căn bản là cũng không cần nhọc sức canh chừng Trong lúc mê man Lê Mạc bông nhiên người được Một luồng khí tức lạnh lẽo Luồng khí tức này sọc thẳng vào não Khiến hắn trong nhai mắt Lập tức tỉnh táo lại Vừa mở mắt ra Liền thấy có hai bóng người đang đứng trước mặt mình Chính là hai người ngô miễn quý bất quý Mà hắn cùng hai vị chủ nhân Chờ mãi vẫn không thấy quay lại Chỉ là phần đầu của Lê mặc lúc trước Bị kẻ ta đánh trọng thương dẫn tới hôn mê Nên dù đã tỉnh lại Mà hắn vẫn không nhớ ra Lý do vì sao Bản thân lại có mặt trong buồng giam này Tỉnh ngủ chưa Thầy Ly mặc mở mắt quy bất quy lên cười hì hì Lấy ra một túi đựng nước chuyên dụng của người hồ Đưa cho Ly mặc Vẫn còn đang mơ hồ không rõ Nhớ được chuyện gì đã xảy ra chưa Kẻ có thể không chế người Còn bắt hai người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên đi Nhất định Không phải là nhân vật đơn giản Có nhớ được là kẻ nào làm không Hai vị chủ nhân bị người ta bắt đi rồi Đặc Quế bất quy nhắc nhở một câu Ly mặc nhai mắt Nhớ lại không cảnh diễn ra trước khi mình bị đánh ngất xỉu Hắn lập tức đứng bật dậy Nói với hai người ngô miễn và Quế bất quy Các người mau đi cứu hai vị chủ nhân Bây giờ hai người bọn họ Đều đang ở bến cảng Chậm chân là không kịp nữa Bến cảng Ngoài trừ bến cảng mà chúng ta vẫn thường xuyên qua lại Thì các ngươi còn có bến cảng thứ hai hả Quy bất quỳ cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói Nếu như chỉ có một bến cảng kia Vậy thì khả năng là đã muộn thật rồi Bến cảng đó Đã bị lửa thiêu sạch rồi Không còn bất kỳ ai ở lại Bến cảng bị đốt rồi Nghe quý bất quý nói vậy Cơ thể Li Mạc bất chợt run lên Để thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của Li Mạc Quý bất quý khét cười một tiếng Tiếp tục nói Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chỗ nào không nhớ rõ Cũng cứ nói ra Ông già ta giúp người cần nhắc Dù sao hai người cùng suy luận Cũng tốt hơn một người Lý mặc dường như Đã không còn lựa chọn nào khác Do dự một chút Vẫn quyết định kể lại với hai người bọn họ Vì sao mình lại ra nông nỗi này Sau khi mấy người ngô miễn quý bất quy Giờ theo các gù mặt dỗ văn trường thủy rời đi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên liền dân theo li mặc và các vị quản sự ở hiệu buôn tứ thủy chuẩn bị đến thăm quan viên các châu các huyện quanh quận nam hải địa bàn quận nam hải bây giờ thuộc quyền quản lý của nam triều tuy rằng đám quan lại nam triều ngày thường vẫn được hiệu buôn tứ thủy đốt lót non đê nhưng hai người lưu tôn là chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy về đất liền mà không đến thăm hỏi quan viên địa phương thì khó tránh khỏi sẽ bị người ta cười chê thất lễ cho đến hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Liền cho chuẩn bị lễ vận hậu hĩnh Lễ bên cảng làm trung tâm Bắt đầu lần lượt Tới nhà từng vị quan viên thăm hỏi đôi câu Mời đầu đi đến hai ba nhà Vẫn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Nghe nói Có hai vị chủ nhân giàu nứt đốt đổ vách Của hiệu buôn tư thủy tới thăm Có quan viên Còn rất theo thuộc hạ ra tận cổng thành ngay đón Dình giang không khác gì Khi tiếp đai các vị quan trên Cuối cùng khi đi tới huyện Long Xuyên Huyện này tuy rằng nằm kê bên quận Nam Hải Nhưng địa giới có chút đặc thù Vừa vặn Nằm trên những trục đường trọng yếu dẫn đến quận Nam Hải Về đề phòng ngừa huyện lệnh huyện Long Xuyên Về sau Sẽ gây khó dễ cho hiệu buôn tứ thủy Hai vị chủ nhân quyết định Tới thăm huyện lệnh đại nhân của nơi này Mà huyện lệnh Long Xuyên Không giống với những vị đồng liêu khác Không ra khỏi thành nghênh đón Mà chỉ mở tiệc rượu tiếp đón chiều đãi mấy người lưu hỷ tôn tiểu xuyên bên trong huyện nha không ngờ tới chính là huyện lệnh long xuyên lại đột nhiên làm khó dễ ngay trong lúc tiệc rượu đang diễn ra ông ta đập vơ ly rượu làm tín hiệu gọi ra một toán quan quân từ sớm đã mai phục xung quanh ban đầu ly mặc còn cho rằng một mình hắn đối phó với quan quân không có vấn đề gì đang định đánh một đòn ra oai phủ đầu với huyện lệnh long xuyên thì bông điền có tu sĩ ẩn nấp trong quan quân bất ngờ ra tay Đánh hắn ngất xỉu Hết trường 374 Trường 375 Tiên chuộc Để khi một lần nữa mở mắt ra Thì đã thấy hai người ngô miễn và quy bất quy Đứng bên cạnh rồi Còn chuyện bên cảng bị lửa thiêu Cửa hàng và kho bãi của hiệu buôn tư thủy Bị đóng cửa một loạt Thì Ly Mặc cũng vừa nghe được Quy Bất Quy nói lại Thuật pháp của Ly Mặc trong mắt ngô miễn Quy Bất Quy Tuy rằng không đáng nhắc tới Nhưng dù sao hắn Cũng là đệ tử tâm đắc nhất Của hai vị lâu chủ Kẻ có thể an toán đánh ngất Lê Mạc Chắc chắn không phải người bình thường Mà Lê mặt đến mặt mũi tướng mạo Kẻ ra tay kia cũng không thấy rõ Chỉ thấy hai mắt hoa lên Thì đã bất tỉnh nhân sự Điều duy nhất có thể cảm nhận được chính là Người kia dùng thuật pháp của thuật sĩ Rất giống với thuật pháp của đại thuật sĩ tịch ưng chân Do với thuật pháp của ứng chân tiên sinh Vậy chẳng phải Là sư huynh đệ trước kia của người hay sao Nghe đến đây Quý bất quý và ngô miễn đưa mắt nhìn đang một chút Sau đó Ông già nói tiếp Xem ra người kia Cũng đã biết thân phận của ly mạc người Người ngẫm lại xem Năm đó Sau khi bị ứng chân tiên sinh bắt đi làm đệ tử Thì có kết bạn với vị sư huynh đệ nào không Ta bái là môn hạ của tịch ưng chân trong thời gian rất ngắn Ông ta cũng không dẫn ta tới ra mắt sư huynh đồng môn nào cả Cũng không hề nhắc tới những đồng môn đó Khi nhắc lại những năm tháng làm đệ tử dưới tòa tịch ưng chân Lý mặc giống như không quá để tâm Thay đổi với vị sư tôn một thời này Cũng không tôn kính như đối với lâu chủ năm xưa Thậm chí thái độ của hắn đối với tịch ưng chân Còn không bằng thái độ Đối với hai vị chủ nhân lưu hỷ và tôn tiểu xuyên bây giờ Trước đo Lý mặt vẫn luôn giữ kín như bưng Về đoạn thời gian này Hắn xem như là đệ tử khác biệt nhất Trong số những đệ tử của tịch ưng chân Xem rằng người không biết kẻ ra tay là ai Nhưng người đó thì lại nhận ra người Lúc này Ngồi bên hiêm khi xen vào một câu Kẻ ra tay với người sớm muộn gì Cùng xe thò đầu ra lần nữa trời mặt vân đến Đi tìm Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã Hai người bọn họ ngoài trừ nhiều tiền ra thì chẳng còn giá trị gì Chờ qua mấy ngày nữa Chắc chắn sẽ có người đến đòi tiền chuộc Nghe ngồi bên nói vậy Lý Bạc vẫn có chút hoài nghi Không rõ Hàn hồn mê nhiều ngày mới tỉnh dậy Trong đầu vẫn đang rối tung dối mù Khừng lại một chốc Thì chủ động đặt câu hỏi Nếu như bọn họ bắt hai vị chủ nhân đòi tiền chuộc Thì tại sao lại cho đóng cửa các cửa hàng Và kho bãi của hiệu buôn tư thủy làm vậy thì còn ai lo chuẩn bị tiền chuộc nữa? người nọ không lấy mạng ngươi, lý do là vì sao? ngồi bên có chút bất đắc dĩ lướt nhìn ly mặt lại nói tiếp, hắn ta có bản lĩnh đánh gục ngươi trong nháy mắt, thì cũng có bản lĩnh trong nháy mắt giết chết ngươi. nếu không phải ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng, thì bây giờ ta với ông già đang đứng nói chuyện với tấm bia mộ của ngươi rồi. Giờ thì đã hiểu chưa Cái đứng phía sau kia Muốn nuốt trưởng toàn bộ hiệu buôn tư thủy của các ngươi Lúc này quy bất quy Cũng cười tùm tìm thò lại gần Lương nhìn ngô miễn bộ cái Rồi lại chuyển ánh mắt sang lim mặt Chuyện làm ăn ở trung thổ Của hiệu buôn tư thủy các ngươi Thuộc về triều đình Lại còn dựa vào hai vị chủ nhân Em ra được một khoản tiền cực lớn Đừng nói ông già ta Không nhắc nhở các ngươi Vào ngày giao tiền chuộc cũng là lúc các ngươi trở nhận lại thủ cấp của hai vị chủ nhân Nghe hai người ngô miễn và quy bất quy phân tích Ly mặc càng nghe càng sợ đến lạnh cả người Hắn trầm mặc một chút Rồi gần đầu hỏi hai người trước mặt Kẻ nào to gan như vậy Dám ra tay với hiệu buôn tứ thủy Kết cục của những người đi trước Còn sợ sợ ra đó Hắn không lo lắng chút nào sao Ai bảo hiệu buôn tứ thủy các ngươi nhiều tiền như vậy chứ Nói thật nha Nếu không phải thân quen quá không xuống tay được À thì ông giả ta Cũng muốn che mặt làm bừa một phen đấy Quý bất quý cười tùm tìm Nói nhảm một câu Tiếp tục nói với Lim mặt Người đó cũng thật thông minh Còn biết kéo theo cả triều đình Nam Triều xuống nước Không cần biết việc có thành hay không Cũng đều có tay to mặt lớn Trong lưng cho hắn ta Việc kinh doanh của các cửa hàng Kho bãi thuộc về Nam Triều Vàng dòng bạc trắng thì nằm trong túi hắn Đúng là giỏi tính kế Lúc này Ly Mạc càng nghe Quy Bất Quy nói Càng thấy có lý Để ông già nói xong Hắn liền mở miệng hỏi Vậy bây giờ ta phải làm sao đây Hai vị cũng có giao tình với hai chủ nhân nhà ta Chắc sẽ không bỏ mặc làm ngơ đâu nhỉ Kêu được hai vị chủ nhân thoát khỏi nguy hiểm Bọn họ tất nhiên sẽ không bạc đãi hai vị Người nói câu này thật Cứ như là ông giả ta Cứu người chỉ vì chút tiền mọn Của hiệu buôn nhà các ngươi vậy đây Trong khi nói chuyện Quỷ bất quỷ trao đổi ánh mắt với ngô miễn Thầy nằm đèn tóc bạc không có ý kiến gì Ông giả mới tiếp tục nói với ly Mạc Ngô tiếp đi Chờ lát nữa Sẽ có người tới đánh thức ngươi Bây giờ ngươi suốt ruột Không chỉ có một mình ly Mạc ngươi Ba ngày sau Ngô miễn quý bất quý lại dân theo hai con yêu quái xuất hiện ở một bến cảng khác trong quận Nam Hải. Tại đây, bọn họ thuê một con thuyền lớn xuất phát tới đảo Thần Tài. Nếu con thuyền rời khỏi bến cảng rồi biến mất giữa biển khơi, hai người đàn ông đã bám theo họ suốt dọc đường bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Đêm hôm ấy, một người đàn ông mặc đồ đen bỗng nhiên xuất hiện trong buồng giam của Ly Mặc. Phần đầu cổ người này bị một màn xương đen che kín dù đứng ngay sát bên cạnh Cô không tìm rõ được tướng mạo Trông thấy người trong buồng giam Vẫn còn hôn mê Người áo đen cởi lạnh một tiếng Rồi lấy trong người ra Một sợi dây thừng gân bò Kết thêm dây chỉ đỏ Dùng nó trói ly mặc lại Thầy nút dây đã được buộc chặt Người nọ lại lấy ra một chiếc bình xứ nhỏ mở nắp đưa vào dây mũi ly mặc Để yên một chốc Người thấy luồng khí lạnh lẽo Từ bên trong bình xứ Li mặc chậm rãi mở mắt ra để vẻ nghi hoặc nhìn người áo đen trước mặt Hồi lâu Cũng không mở miệng nói gì Đầu lúc này Người áo đen chợt cười lên một tiếng đầy quái dị Sau đó Lấy ra hai món đồ để xuống trước mặt Lim mặc Một trong hai món đồ này Là một con dấu riêng Mặt trên khắc bốn chữ Hoài Nam Lưu Hỷ Con dấu này bình thường Lưu Hỷ Chỉ dùng để ngắm chứ ít khi sử dụng Cũng rất ít người từng trông thấy nó Món đồ còn lại là một chiếc vòng tay kết từ tóc và tơ vàng. Lai lịch chiếc vòng tay này, Lê Bạc Cung biết. Đây là tóc máu của Tôn Cát Tường, được Tôn Tiểu Xuyên cắt ra. Dùng thêm dây tơ vàng bện thành vòng tay. Bình thường Tôn Tiểu Xuyên luôn đeo trên tay. Tên kể chuyện dạo một thời này nói rằng, đeo chiếc vòng này lên, bất kể là đi đâu, cũng đều có cảm giác đưa đứa con gái bảo bối thân yêu đang ở bên cạnh để hai món đồ bày ra trước mặt Ly trước tiên chậm từ một lát Lục sáu mới ngẩn đầu lên Nói với người ao đen Người thế này Là muốn nói cho ta biết Hiện tại hai vị chủ nhân của nhà ta Đều đang nằm trong tay ngươi đúng không Người muốn cái gì Thì cứ việc nói thẳng Tuyệt đối không làm hại tới hai người bọn họ Không phải ta dọa ngươi đâu Nhưng hai vị chủ nhân nhà ta Đều có giao tình với hai vị đại phương sư tử phúc và Quảng Nhân Một khi bọn họ xảy ra chuyện gì Thì cả người cũng không Ly Mặc còn chưa nói xong Người ao đen đã cười lạnh một tiếng Lời nhắc đưa tay phân nhẹ một cái về phía hắn Một luồng gió lạnh đánh thẳng vào người Ly Mặc, Khiến hắn ngay lập tức học máu tươi Toàn thân hắn đã bị pháp khí trói chặt Không thể nào tránh né Ta không quan tâm lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Quen biết với ai Ta hỏi cái gì người trả lời cái đó là được người áo đen lạnh lùng nhìn chăm chăm li mặc lại nói tiếp hiện tại hai vị chủ nhân của ngươi đang làm khách trong nhà ta ở chơi thêm hai ngày nữa bọn họ sẽ tự quay về Càng người không cần lo lắng có điều bọn họ ở chỗ ta không cần phí tổn tiêu xài nó là nhất định sẽ tự mình chi trả trong khi nói người áo đen lại lấy ra một bức thư mở thư bày ra trước mặt Lê mặc nét chữ trên thư là của tôn tiểu xuyên viết rằng Lê mặc mau chóng trở về lê hoàng kim cùng chân bảo cất ở đảo trong của đảo thần tài tơi giao cho người này sự tình quan trọng Lê mặc tuyệt đối không được chỉ hoãn cuối thư có chữ ký của lưu hỷ và tôn tiểu xuyên ngoài ra còn có dấu tay điểm chỉ của hai vị chủ nhân nhìn màu sắc vết điểm chỉ có hơi đậm có lẽ là dùng máu tươi ấn lên Cả người biết vị trí của đảo thần tài Tại sao không tự mình đi lấy Sau khi đọc xong nội dung bức thư Liên mạc nhìn người áo đen hỏi Ta quay về lấy những chân bảo này Người không sợ ta Sẽ đem theo tài sản bỏ trốn ra biển hay sao Hai vị chủ nhân đã ở trong tay ngươi Ta cũng không tin bọn họ Có thể sống sót trở về Để chứng tỏ thành ý Người có phải không nên thả một người ra trước hay không Để một trong hai vị chủ nhân quay về điều phối Thì không cần lo lắng về ta nữa Mà trong tay ngươi vẫn còn một vị chủ nhân làm đảm bảo Chúng ta cũng không dám có hành động gì khác Ta làm chuyện gì còn cần giải thích với ngươi sao Hay thế này được không Ta trả lại cho ngươi một vị chủ nhân đã chết Như vậy ta đủ thành ý chưa nào Hết trường 375 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay Xin lỗi các bạn vì mấy ngày hôm nay Bài tính của Thành có vấn đề Đang cần phải đi sửa Nên ra chuyện có chút chậm cho cả nhà Xin cả nhà thông cảm nha Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại